những cái quả bơ nha quý vị và các bạn. Thì cái cây bơ thì nó cũng rất là to. Đây quý vị và các bạn thấy không? Cái bơ, hái bơ á thì sẽ sử dụng một cái, một cái này gọi là cái gì ta? Cái cây, cây hái bơ. Nhà của chị thì có hai cái cây bơ. Cao quá, không biết sao hái được đầy. Đây đây có một một số cái trái bơ. Đây. Hai trái bơ này cho quý vị và các bạn xem nha. Biết trái này được không biết nữa. Không được, không được. Đây, không được nữa hả? À, đây anh ha. Trái này được ha. Cái này đi anh. Cái này ha. Non. 1, 2, 3 Non, cái đó non. Tôi bảo với con của tôi là mẹ chỉ có hái bơ thôi, mẹ không thích ăn bơ. Đây. Ha ha, đẹp không con gái? Dạ đẹp. À vậy hả, rồi. Đây quý vị và các bạn thấy không? Có bị hái non không đây? Rồi. Trái to nữa hả? Cái bên kia kìa. Bé bé cầm giúp giùm mẹ trái trái bơ này đi con. Ờ, một tí mới về mẹ không cho ăn bơ rồi. Mẹ không làm bơ cho bé ăn đâu. Trái nào anh? Trái nào? À, trái to nha. Mà cái cây nó cao quá làm sao hái tới? À, bên kia cũng có một cây nữa hả? À đây hả, ý anh nói trái này hả? Tiếng Anh bơ là sao anh? Sao giờ anh? Giờ cao quá rồi, giờ sao? Trèo té thấy mồ luôn á anh ơi. Chiến lợi phẩm đây. Đây anh. Rớt không? Chắc té quá. Chắc té quá con gái ơi. Bước đâu anh? Không được anh ơi. Anh có quay tới trên đó không? Ô 1, 2, 3 giật thôi. Con gái ơi, ghé lấy giúp cho mẹ coi. Mệt quá. Đúng là mình không có làm lao động. Đây. Chiến lợi phẩm đây. Em đứng lên đây em hái thêm một vài trái nữa anh. Quá wow, to quá. Hả? Anh quay cái trái đó không? Xác lên trái, quay trái đó đẹp anh ơi. Hả? Chiến lợi phẩm con cầm cho mẹ mấy trái bơ coi. À vậy là tổng cộng nha. Nhà chị Vân là có ba cây bơ à? Chất béo quá. Anh coi còn trái nào nữa không anh? Cái trái bên này thì nó hơi cao. Phải quay rất là chậm nha. Ô, trái bơ to quá. À đưa cho con gái rượu hả? Ô, trái bơ đẹp quá. Bơ xanh. Đưa cho con đi. Ok, gái rượu. Sao? Trái này to quá. Đây còn trái nữa gái rượu ơi. Còn trái nữa không mẹ? Ừ. Đi hết luôn đi. Nè con. Mẹ lấy giùm coi con nó có bẻ không chị mẹ. Ừ. Ồ, trái này to quá. Bữa vui lắm mẹ, bà nội mà Thu Bảo chứ bơ ngon lắm. Bà nội nói trời nào giờ tao mới thấy cái trái bơ vậy, chỉ có trái bơ rồi con, ngay trong cái thao á, trong cái gì á, ở phía trong á, cái lần thứ hai á. À, phải trái bơ không? Con có biết hái không Tiên? Không, hái không tới. Hái không tới hả? Luồn quá, hái không tới.
À vậy hả, lầm mấy con lầm bỏ vô. Em tìm thấy được ngoài cái bàn nhỏ kia nó bị nứt ra rồi. Được chưa anh? Nó bị nứt ra rồi mẹ. Ừ thì để đó đi. Dạ, quá. Nó có trái nào ăn được không ta? Lựa trái nào ăn được không? Ăn được không? Ba con thấy có một trái, con thấy có hai trái rồi. Ba trái à? Bốn trái. Đây, 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 đây. Ba là chuyên gia leo cây. Ba là chuyên gia leo cây à? Có chừng nó lớn ba ạ. To quá ha. Cả cái đó luôn. Cái đó to quá. Ta. Nó to hả anh? Nó làm nó có đúng. Con mèo nó cắn giết ai đi. Em cắn giết ai vậy? To quá. Ô, bị rớt rồi. Chị lên nơi lấy giùm em ơi. Con lấy đi. Cứ từ từ đi, để cho em nó lấy. Dạ nghe. Trời, nghe điện thoại trên cây. Mày muốn mày làm cái video có tên là nghe điện thoại trên cây. À. Thôi, bị ba té cái đùng luôn. À đúng rồi, mua cho bé đó mà. Nghe điện thoại trên cây. À nhưng mà mình học chương trình phổ thông cơ sở gì đúng không? Trái nào ăn được con? Dạ mấy trái mềm mềm. Mềm mềm trái nào ăn được? Đúng rồi. Ừ. À. Ngon quá vậy ta. À, Phú Hải ăn không mày lấy? Dạ thôi chú Phú Hải ăn. Bơ này ngoài đường nó bán nhiêu ký ta? Nhà con bán mua nhiêu? Chả biết mẹ bơ này mà bán 2.000 ký. À vậy hả? Bơm có thu mua 95.000 ký. Đó mau, nhưng mà cái bơ của đó là bơ dài. Alo, tên ơi. Dạ. À, cho cậu hỏi con học iPad hay học máy vi tính? Dạ, iPad. Học iPad được không em? Được, sống được. Học điện thoại di động con được nữa. Nè, tên ơi, có nè con. Chú đăng ký cho con rồi à, cậu đăng ký cho con rồi nè. Con mèo là bản thân nó là phải leo cây rồi. Ê, nó leo cây luôn. Đó, chị thấy cây nè. Cái đuôi. Cái này nó bự vô, chiếm nó mệt. Chả thấy chắc bị sâu rồi. Ôm. Có chị. Thôi để tí nữa ba hái. Chứ bơ lụm. Thôi đừng hái nữa anh ơi. Hả? Đừng hái nữa. Ủa vậy hả? Cậu mua cho con nữa, Linh à, tên ơi. Muôn năm hả chị, anh Cương? Cái điện thoại ba hay là hai loại khác nhau? Quá wow, ăn ngay tại vườn luôn. Sao con? Bơ nâu là cái giống bơ nâu hay là nó chín? Ngon mẹ. Ngon. Nhưng mà nó không được ngọt nha con. Tại vì nó phải bỏ đường. Mẹ. Đây, ngon. Bơ này nhiều chất dinh dưỡng lắm á. Bơ này ăn là giảm ốm được nè. Rồi làm cho cái gì quá nè. Tóc á. Ủ tóc thì sẽ được bứt tóc. Bơ này giảm cân. Nói chung là công dụng của bơ thì nhiều lắm mà không biết là nhiều người thấy bơ tưởng đâu là hả bơ trong bơ có nhiều gì thấy nó béo. Nhưng thực sự là nó rất là nhiều chất dinh dưỡng.